áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hi guys, xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với những bài giảng của cô. Ở buổi học hôm trước thì chúng mình đã được học bài đầu tiên của Unit 2 với chủ đề là gì các em nhỉ? Là Relationship, các mối quan hệ. Và đến buổi học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau đi đến với Lesson 2 là phần Language. Như thường lệ, phần Language là một phần bài rất là dài. Nó bao gồm có phần từ vựng này, phát âm và cả ngữ pháp nữa. Nên mà các em nhớ chuẩn bị một tinh thần thép này, bài vở đầy đủ, một không gian yên tĩnh để chúng ta có thể học tập rồi là tiếp thu kiến thức thật là tốt cho buổi học ngày hôm nay nhé. Và không thể không để các em chần chừ hay là chờ lâu thêm nữa thì chúng mình sẽ đi vào phần đầu tiên luôn. Phần đầu tiên của phần vocabulary, phần từ vựng đó. Write the words or phrases given in the box next to their meanings. Có nghĩa là chúng ta sẽ có những cái cụ từ như này và các em cần phải tìm nghĩa thích hợp của nó. Hầu hết những từ này á, thực ra cũng không phải hầu hết mà chỉ có một số là chúng ta đã gặp rồi trong phần hội thoại giữa bạn Mai và bà của bạn ấy thôi. Còn lại thì đều là từ mới cả đấy. Nên mà các em hãy nhanh chóng, cô đọc dịch đến đâu thì hãy ghi vào phần vở, phần nốt của mình để ôn tập lại các em nhé. Nào, romantic relationship. Cái này thì rất là quen rồi. Romantic là một tính từ, nghĩa là lãng mạn. Relationship là mối quan hệ. Romantic relationship, mối quan hệ lãng mạn. Be in a relationship, đang trong một mối quan hệ, tức là đang hẹn hò các em nhé. Break up with somebody, break up with somebody nghĩa là chia tay với ai. Break nghĩa là vỡ đúng không? Mà trong một mối quan hệ mà bị vỡ vụn thì rõ ràng là hai người đường ai nấy đi rồi, chia tay. Break up with somebody, chia tay với ai, được chưa nào? Be reconciled with somebody, be reconciled with somebody nghĩa là làm hòa, làm lành với ai. Tức là sau khi cãi nhau thì chúng mình sẽ chọn làm lành thay vì chia tay đấy, đúng không? Be reconciled with somebody, làm lành với ai, được chưa nào? Lend an ear, lend an ear nghĩa là lắng nghe và thấu hiểu. Cho mượn một cái tai không? Cho mượn một cái tai tức là mình đang sẵn sàng lắng nghe và để cảm thông, để thấu hiểu với người khác. Sympathetic, sympathetic, cái tính từ này thì buổi hôm trước chúng ta cũng đã được học rồi đó, nghĩa là đồng cảm, đồng cảm. Sympathetic. Nào, ở đây chúng mình có một danh từ nhé. Argument, argument, argument nghĩa là sự tranh cãi. Và cụm từ cuối cùng, have got a date with somebody, have got a date with somebody, có một buổi hẹn hò với ai đó. Thì ở đây có tất cả là 8 cụm nhỉ. Thì mình đã học được 2 cái rồi, là cái này và cái này. Suy ra là có 6 cái mới này. Nhanh chóng ghi lại. Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm cái their meanings, cái phần nghĩa của nó nha. Have a meeting with a boyfriend or a girlfriend, có một buổi gặp với bạn trai hay là bạn gái này. Thì chúng mình sẽ dùng cụm từ gì các em nhỉ? Mình sẽ có là have got a date with somebody, nghĩa là có một buổi hẹn với ai đó. End a relationship, kết thúc một mối quan hệ. Kết thúc một mối quan hệ thì rõ ràng là mình phải chia tay với người ta gì nữa. Đường ai nấy đi đúng không? Break up with somebody, nhớ giới từ with giúp cô nhé. Break up with somebody, chia tay với ai, kết thúc, chấm dứt một mối quan hệ. A relationship based on love and emotional attraction. Một mối quan hệ mà được dựa vào tình yêu và những sự thu hút về mặt cảm xúc. Thì đây là một mối quan hệ lãng mạn, mối quan hệ tình yêu, đúng chưa? Romantic relationship. Tiếp theo, a conversation in which people disagree. Trong một cuộc hội thoại mà mọi người tranh cãi với nhau. Tranh cãi thì rõ ràng mình sẽ có một danh từ là argument, cuộc tranh cãi, argument, argument. Dễ nhờ các em nhỉ? 4 từ rồi nhá. Tiếp theo. Nào,
Showing that you understand and care about other people's problems. Cho thấy rằng là bạn hiểu và quan tâm đến những vấn đề của người khác. Hiểu và quan tâm đến vấn đề của người khác thì rõ ràng mình là một người sympathetic, rất là biết đồng cảm với người khác, đúng chưa? Sympathetic. Yep. Listen to someone with sympathy. Lắng nghe ai đó với sự đồng cảm thì rõ ràng là đang cho mượn một cái tai, còn gì nữa, sẽ là lend an ear, lắng nghe và thấu hiểu. Be romantically attached. Be romantically attached nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là đang trong một mối quan hệ lãng mạn thì sẽ là be in a relationship, là đang hẹn hò đó. Cái này thì thôi cứ từ từ hẵng mong ước em nhá, mình cứ phải ôn phải học cái đã, còn be in a relationship thì cứ đợi thi xong đại học rồi bắt đầu vỗ cánh tung cánh bay được rồi, khi đó thì yêu đương chưa vội nhỉ. Chứ bây giờ bố mẹ đang còn kiểm soát ghê lắm, sợ lắm, cứ phải giấu giếm mệt á. Nào, 8. Become friends again after an argument. Lại quay trở lại làm bạn sau khi mà cãi vã, có nghĩa là chúng mình đã làm lành với nhau. Mà làm lành, làm hòa thì sẽ là có cụm gì đấy? Be reconciled with somebody. Be reconciled with somebody. Làm lành với ai? Chưa nào? Xong nhá, thế là đã hiểu nghĩa 8 cái cụm này rồi. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vận dụng một chút. Đó là làm bài tập 2. Complete the sentences with the words or phrases in one. Chúng mình sẽ hoàn thành câu mà sử dụng những từ hay là cụm từ ở bài tập 1. Đây, cái này là mang tính vận dụng cao đây này. Các em hãy nhớ lại nhá, xem lại một lần nữa rồi nhớ nghĩa. Bây giờ mình nhìn những cái câu này mình điền được luôn mà không cần phải dở vở. Xem lại từng cái cụm hay là nghĩa của nó thì lại càng tốt. Được chưa? Dễ lắm ấy, không khó đâu. Câu 1 nhá. Karen was willing to to John when he with his girlfriend. Phân tích một chút thì các em phải nên chú ý xem là chỗ này nó cần một danh từ hay động từ hay tính từ. Từ đó thì mình có thể loại trừ hay là khoanh vùng được những cái phần từ mà chúng ta có thể sử dụng điền vào. Ví dụ như chỗ này là be willing to thì rõ ràng phải cộng với một verb ở đây là sẵn sàng làm cái gì đó. Các em sẽ xác định chỗ này cần phải điền một động từ hay là một cụm động từ. Đấy, rồi when he gì gì đó, chỗ này cái cụm vế đằng sau cũng đang thiếu động từ chính. Suy ra hai chỗ này mình cần điền hai động từ hoặc hai cụm động từ làm sao cho nó mang một hàm nghĩa gì đấy. Thì bây giờ các em lại mở vở xem lại 8 cái cụm, xem những cái nào là cụm động từ thì mình bắt đầu lắp vào để mình loại trừ dần nhá. Thì sau khi mà mình lắp vào á, các em sẽ phát hiện ra là chỗ thứ nhất mình sẽ nên điền Karen was willing to lend an ear to John, luôn sẵn sàng lắng nghe John khi mà anh này như thế nào đó với bạn gái. Có cấu trúc nào, cấu trúc của động từ nào mà lại có đi với từ with đây? Nào, broke up đúng chưa? Là chia tay, luôn luôn sẵn sàng là lắng nghe John khi mà anh ấy chia tay với bạn gái. Câu 2. James and his father were after an argument. James và bố của bạn ấy thì như thế nào sau một cuộc cãi vã? Mấu chốt ở đây là be này. Mình lại xem trong các cụm mình học có những cái cụm nào mà bắt đầu bằng be. Đấy, thì loại trừ ra thì các em sẽ điền được chỗ này là reconciled, có nghĩa là hai người này đã làm lành sau một cuộc cãi vã. Được chưa nào? Tiếp nhá, câu 3. Their close friendship turned into a mối quan hệ bạn bè thân thiết đã trở thành nào, nâng cấp mối quan hệ tình bạn lên thì sẽ trở thành mối quan hệ gì hả các em? A romantic relationship, một mối quan hệ lãng mạn, tức là tình yêu đó. Rồi, tiếp nhá. Nào, câu 4. Aunt and John are but are always having a lot of. Ở đây a lot of chắc chắn nó là một gì? Một danh từ rồi này. Còn chỗ này thì đang hơi phân vân tính từ hay là cái gì đây? Nào, còn vài từ nữa thôi mình tự loại trừ, tự điền đi các em. Rồi sau đó mình check đáp án với cô. Dễ lắm, dễ lắm. Anne and John are in a relationship but are always having a lot of arguments.
An và John thì đang hẹn hò, nhưng mà hai người này thì lại cãi cọ nhau rất là nhiều. Không sao, càng cãi càng yêu đấy. Nào câu 5. I feel really excited because I... with Laura tomorrow. Tôi cảm thấy rất là hào hứng vì tôi như thế nào đó với Laura ngày mai. Vì tôi sẽ có một buổi hẹn với cô ấy vào ngày mai. Thì tất nhiên là phải hào hứng rồi. Mời mãi người ta mới đi đúng không nhỉ? I have got a date. Tôi có một cuộc hẹn hò with Laura. Với Laura, nhớ nhá. Have got a date with somebody. Có buổi hẹn hò với ai? Nào câu 6. A true friend is someone who is... and always willing to help. Một người bạn thật thụ là một người mà cần một tính từ ở đây rồi. Sympathetic là một người mà luôn luôn đồng cảm và sẵn sàng để giúp đỡ bạn. Đấy, làm bài tập này một cái thì những cái phần từ này thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn, nhớ kỹ hơn các em nhé. Cô mong là sẽ dễ nhớ thôi. Tại vì sao? Cái chủ đề này là một cái chủ đề mà chúng ta rất là quan tâm. Thành ra những cái vấn đề liên quan là cũng sẽ học nhanh hơn đấy nhỉ. Rồi nhá, xong bài 2 tiếp theo chúng mình sẽ đến phần pronunciation, phần phát âm. Phát âm thì cũng dễ. Tại vì ngày hôm nay chúng mình sẽ được học xem là cái phần rút gọn với cái dạng đầy đủ thì nó phát âm khác nhau như thế nào. Thì cũng dễ thôi, ví dụ như là he is handsome với là he's handsome. Đấy, cái phần viết tắt ấy, cái phần rút gọn ấy. Mình hôm nay sẽ tập lắng nghe về cái phần đấy với khởi động là bài đầu tiên. Now, find the contracted forms in the conversation and write their full forms in the space below. Tìm những cái phần viết tắt ở trong đoạn hội thoại. Đoạn hội thoại nhắc đến là của bạn Mai với bà bạn ấy ấy. Rồi sau đó là viết ở dưới đây dưới để dạng đầy đủ. Cũng thế là cái bài tập này nó quá dễ luôn ấy. Thậm chí các em có thể không cần làm, mình chỉ cần gạch chân thôi. Tại vì nó thật sự là vô cùng easy đúng không? Thì đây cô sẽ show luôn cho các em nhá. Đây, những cái phần mà có xuất hiện là phần viết tắt ở trong đoạn hội thoại. Ví dụ như là shouldn't. Shouldn't thì rõ ràng là viết tắt của từ gì? Should not. Hay là it's thì sẽ là it is, he's, he is, you're, you are, there's, there is, you're, you will, we're, we are, don't, do not, am, I am, hay là didn't, did not. Dễ mà nhỉ? Yeah. Nhưng mà suy ra cái bài pronunciation của buổi học ngày hôm nay cũng không có gì là nặng nề cả. Các em chỉ cần nghe được là những cái câu trong đoạn băng là viết tắt hay không viết tắt rồi chọn được cái phần đúng thôi. Đây, mình sẽ cùng nhau vào bài 2. Listen and underline what you hear, the contraction or the full form. Nghe và gạch chân xem là các em nghe được là người ta đang nói tắt hay là nói đầy đủ nha. Nào, chịu khó dở sách giáo khoa ra nhá. Chỉ có 4 đến 5 câu thôi. Tự làm đi, rồi sau đó chúng mình sẽ cùng nhau check với cô nha. Why won't you help me with my homework? I will. I'll be with you in a minute. 2. You must be pleased with your test results. Yes, I am. 3. I thought he was in Hanoi today. He is in Hanoi. That's where he's calling from. 4. Here we are. This is my place. I didn't know it'd take 2 hours to get to your house. 5. I've been to Hawaii several times. Really? That's an interesting place to visit, I suppose. Nào, sau khi mà nghe băng xong á, thì các em đã khoanh hết được chưa? Phần này cũng rất là dễ thôi. Bạn nào mà vẫn chưa làm xong ấy thì mình hãy tua lại nghe thêm một lần nữa, làm sao cho nó đầy đủ, rồi sau đó chúng mình sẽ cùng check với cô nhé. Rồi, đi vào câu đầu tiên luôn. Chúng mình sẽ có đáp án là I will và are. Nào, why don't you help me with my homework? I will. I'll be with you in a minute. I will, phát âm rất là rõ ràng cái từ will. Còn nếu như viết tắt sẽ là I'll be with you in a minute. Được chưa? Nghe rất là dễ thôi, không hề khó một chút nào. Hay đến câu 2. You must be pleased with your test result. Yes, I am. Yes, I am. Các em chú ý nhá, thường thì ví dụ như nó là một câu đơn như này thì luôn luôn người ta phải viết đầy đủ. Nhưng mà đằng sau á, nó còn cái gì nữa thì người ta mới viết tắt. Đó. Tiếp theo, rất là dễ thôi. Câu 3.
I thought he was in Hanoi today. He is in Hanoi. That's where he's calling from. Câu này nó hơi thách đố một chút đấy nhá. Tại vì rõ ràng là he is hay là he's in Hà Nội nó đều là đúng hết mà. Cái quan trọng là các em phải nghe xem là người ta nói rõ là he is hay là he's. He is hay là he is his. Được chưa? He is in Hanoi. That's where he's calling from. Câu 4. Here we are. This is my place. I didn't know it'd take 2 hours to get to your house. I didn't know it'd take 2 hours to get to your house. Câu 5. I've been to Hawaii several times. I've been to. Really? That's an interesting place to visit, I suppose. That's an interesting place to visit, I suppose. Ở đây thì chúng ta có tất cả là 5 phần nhá, 5 đoạn hội thoại. Mỗi đoạn hội thoại chỉ có 2 câu thôi. Thì các em hãy chịu khó tự mình luyện trước gương, đọc đi đọc lại những cái mẫu câu này. Rồi nói chung là cho nó thành thuộc như cháo lên cũng được. Là mình nhớ xem là khi nào thì mình nên nói tắt, khi nào không này. Hoặc là nói tắt với nói rõ ràng ra thì cái cách phát âm của nó khác nhau như thế nào. Mình cứ cần phải luyện tập đi, luyện tập lại thì lưỡi mình nó dẻo. Rồi là mình nói nó mới trơn tru được. Mà nói tốt thì chắc chắn là sẽ nghe tốt các em nhé. Rồi, sau khi mà chúng ta đã xong phần này thì chúng mình sẽ đến với phần trọng tâm của ngày hôm nay. Phần ngữ pháp khá là nặng nề đấy. Tại vì luôn luôn ngữ pháp thì nào là lý thuyết này, xong lại còn đi theo bài tập thực hành nữa. Nhưng mà các em, nếu bạn nào thấy hơi mình mệt rồi ấy, thì tạm thời dừng đi, mình đứng lên, mình làm vài động tác thể dục, rồi uống chút nước cho nó sảng khoái một tí, rồi quay lại tiếp tục bài giảng với cô nhé. Nào, phần grammar. Grammar của chúng ta ngày hôm nay sẽ học về linking verbs. Linking verb là gì? Nó là những cái động từ nối. Động từ nối hay liên động từ thì là một động từ mà khác hẳn với động từ chỉ hành động. Tại vì sao? Động từ nối thì dùng để diễn tả trạng thái, cảm xúc của sự vật, sự việc, chứ không phải là diễn tả hay là mô tả một cái hành động cụ thể. Ví dụ nhá, những cái hành động diễn tả mô tả hành động cụ thể, ví dụ như là đi, đứng, ăn, nói, ngồi là những động từ chỉ hành động, được chưa? Còn những cái động từ nối mà diễn tả trạng thái cảm xúc có nghĩa là cảm thấy này, feel này, hay là như nào là dường như, có lẽ, trông có vẻ như, nó không hề chỉ một hành động cụ thể nào cả. Thì những cái động từ nối đó nó sẽ như nào ạ các em? Sẽ đi sau bởi một tính từ nhá. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một số những cái động từ liên kết phổ biến các em có thể ghi vào để biết rằng là sau này mình gặp những cái động từ liên kết này thì biết được là đằng sau chúng ta cần phải đi với một tính từ chứ không phải là một trạng từ như là động từ chỉ hành động. Become này, trở nên này, hay là get này, grow, feel, seem, look, smell, sound, taste, stay, remain, appear. Đấy, những cái động từ này rất là hay gặp thì các em chú ý giúp cô nhá. Và appear ở đây không phải là xuất hiện đâu nhá, nghĩa là dường như đấy. Chú ý một chút. Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng vào đi luyện tập. Luyện tập thì sẽ dễ hiểu hơn rất là nhiều. Choose the verbs in the box to complete the sentences. Make changes to the verb forms if necessary. Có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ chọn những cái động từ ở dưới đây này để hoàn thành câu. Rồi là mình cũng cần phải lưu ý để mà chia động từ nữa đó. Thì ở đây chúng ta có tất cả là 6 động từ. Look, grow, sound, get, stay, and see. Bây giờ mình đi vào câu đầu tiên luôn nhá. Nào. Jane's want to reconcile with her friend. Jane thì muốn làm lành với bạn của cô ấy. Thì người khác mới nói là nghe có vẻ hay đấy. Cái cụm này nó đã xuất hiện trong đoạn hội thoại của bạn Mai và bà bạn ấy rồi. Thì khi mà các em, nếu như mà bạn nào học tốt cái buổi hôm trước ấy, có nghe lời cô đọc đi đọc lại, thì sẽ nhanh chóng điền được chỗ này là That sounds good. Nghe có vẻ hợp lý đấy, được đấy. Tiếp nhá. Loại được một anh rồi này, còn 5 anh còn lại.
Câu 2. Children become more independent as they older. Đấy, rõ ràng là một linking verb đằng sau nó đang là một tính từ đây này. Trẻ nhỏ trở nên độc lập hơn khi mà chúng lớn lên. Lớn lên chúng ta sẽ có cụm là grow older, tức là trở nên già hơn á, là trở nên trưởng thành. Chưa? I can't gì gì đó awake any longer. I'm sleepy. Tôi không thể tiếp tục thức thêm một chút nào nữa. Tôi buồn ngủ quá rồi. Thì ở đây giữ một cái trạng thái gì đó thì mình sẽ có động từ là stay, stay awake. Có nghĩa là thức, giữ cái trạng thái mà thức giấc suốt một thời gian dài thì là không được. Tại vì sao? I'm sleepy. Tôi buồn ngủ quá rồi. Tiếp nha. Câu 4. Turn off the air conditioner. It's chấm 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 too cold in here. Tắt cái điều hòa đi. Nó đang trở nên rất là lạnh ở đây rồi. Trở nên như thế nào thì chúng ta sẽ có get cộng với tính từ đằng sau, được chưa? Ở đây chúng mình sẽ có là it is getting too cold in here. Ở đây thì bắt đầu đang trở nên rất là lạnh rồi đó. Câu 5. Get involved in a romantic relationship does not chấm 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 right for you now. You are too young. Đọc câu này lại nhớ đến lời của bà nói với bạn Mai, được không nhỉ? Thì chúng ta sẽ điền từ gì? Seem. Nào, tham gia vào một cái mối quan hệ lãng mạn á, có vẻ như không phù hợp với bạn bây giờ vì bạn đang còn quá là trẻ. Và từ cuối cùng thì chúng ta có look. Mình cùng dịch câu này các em nhé. Jack broke up with his girlfriend, but he didn't look sad when I saw him. Jack thì đã chia tay với bạn gái rồi, nhưng mà anh ta trông chẳng có buồn một chút nào cả khi mà tôi gặp anh ta. Look cộng với tính từ là trông như thế nào, trông có vẻ như thế nào. Trông không có vẻ gì là buồn cả, có nghĩa giống kiểu chia tay xong là rất được nợ ấy nhỉ. Đấy, thì mình lại ôn lại tiếp cái cụm break up with somebody, nghĩa là chia tay với ai nhá. Xong, giải quyết xong bài đầu tiên. Tiếp theo, chúng mình sẽ đến bài 2. Underline the correct word to complete the sentences. Gạch chân cái từ đúng để hoàn thành câu. Bây giờ là mình không cần phải chọn điền nữa mà là gạch chân. Ở đây thì có tính từ và trạng từ, tức là các em cần phải phân biệt được là linking verb ấy với là những cái động từ mà chỉ hành động đó. Với câu đầu tiên nhá. Nào. What's the matter with you? Có vấn đề gì với bạn vậy? You look... Bạn trông có vẻ. Trông có vẻ thì rõ ràng là đang diễn, mong muốn diễn tả một cái cảm xúc, một cái trạng thái của ai đó. Thì chúng ta cần phải điền một tính từ ở đây. Đáp án sẽ là unhappy. Bạn trông có vẻ không vui. Được chưa? Câu 2 nhá. We greeted the visitor and made them feel welcome. Chúng tôi đã chào các vị khách một cách ấm áp và khiến cho họ cảm thấy được chào đón. Nào, cái động từ greet ở đây ấy, là chào. Mà chào nó là một hành động. Thì rõ ràng mình cần một tính từ, một trạng từ. Đấy, cô cũng còn sai. Một trạng từ để làm gì? Để bổ nghĩa cho cái động từ chỉ hành động đấy. Thì ở đây mình cần điền từ warmly, chào một cách ấm áp. Nhưng ở dưới đây này, mới diễn tả cảm xúc này, khiến cho họ cảm thấy được chào đón. Feel, một linking verb đằng sau cộng với một tính từ, khiến cho họ cảm thấy được hoan nghênh, được chào đón. Các em thấy sự khác nhau chưa? Rồi, tiếp nhá. Câu 3 nào. John appeared from behind the door and said hello to us. John thình lình xuất hiện từ đằng sau cánh cửa và nói xin chào với chúng tôi. Ở đây chúng ta có từ appear. Appear ở đây đóng vai trò là một động từ chỉ hành động. Hành động ở đây là xuất hiện, chứ nó không có nghĩa là dường như trong cái phần linking verb ở hồi đầu mà cô và các em đã liệt kê đó. Thì chắc chắn ở đây mình cần một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ appeared là suddenly. John xuất hiện một cách bất thình lình. Được chưa? Tiếp nha, câu 4 nào. Anne felt. Ôi, cái này lại quá dễ rồi. Cảm thấy như thế nào thì đằng sau feel sẽ là một tính từ. Anne felt excited when
Alan suggested a date. An cảm thấy rất là phấn khích khi mà bạn Alan đưa ra gợi ý là hẹn hò. Được chưa? Tiếp nào câu 5 nhá. Who is he shouting at? He sounds very. Anh ta đang to tiếng với ai vậy? Anh ta có vẻ rất là tức giận. Có vẻ như thế này. Sounds, lúc nãy mình đã gặp một cái là that sounds good. Thì tương tự chỗ này đằng sau cái sounds gì gì đó thì phải là một tính từ còn gì nữa. Sẽ là sounds very angry. Anh ta trông có vẻ rất là tức giận. Tiếp câu 6 nhá. He kept beeping the car horn loudly and the other drivers got... Anh ta cứ tiếp tục bấm cái còi rất là to và khiến cho những người lái xe khác rất là khó chịu. Get cộng với một tính từ cảm thấy như thế nào? Suy ra đáp án của chúng ta sẽ là annoyed. Được chưa? Câu 7. Last night's leftover food in the fridge smells... Don't eat it. Những cái thức ăn thừa của buổi tối hôm trước trong tủ lạnh á thì bốc mùi rất là kinh khủng. Đừng có ăn nó. Thì ở đây mình đang có là một cái gì đó có mùi như thế nào. Đây là một linking verb thì suy ra mình cần phải một có một tính từ đằng sau. Đáp án của chúng ta sẽ là awful. Rồi đến câu chốt nha các em. Tomato plants will grow very in warm and sunny weather. Những cái cây cà chua thì sẽ lớn rất là nhanh trong thời tiết ấm áp và có nắng. Nào, lớn rất là nhanh, động từ. Đây là một động từ diễn tả hành động. Lớn lên thì mình cần một trạng từ để bổ nghĩa cho nó. Thì chúng ta sẽ có đáp án là quickly. Grow quickly in warm and sunny weather. Được chưa các em? Xong bài này nhá. Một bài rất là dễ. Xong phần linking verb động từ nối này rồi. Chúng mình sẽ đến với một phần kiến thức cũng khá là hay của ngày hôm nay. Đó là phần câu trẻ với cấu trúc là it is hay là it was that, đằng sau that sẽ là một mệnh đề. Câu trẻ hay còn được gọi là câu nhấn mạnh là được sử dụng khi mà muốn nhấn mạnh vào một đối tượng hay một sự việc nào đó. Câu này dùng để nhấn mạnh các em nhé. Và cấu trúc của nó sẽ là it cộng với to be cộng với cái phần mình cần nhấn mạnh này. That đằng sau nó sẽ là một mệnh đề. Nếu như mà các em cảm thấy khó hiểu á, thì bây giờ chúng mình sẽ đi vào cái phần bài tập thì sẽ ra nhanh thôi. Đây, với phần đầu tiên luôn nhá. Rewrite each sentence to emphasize the underlined part. Viết lại câu để nhấn mạnh cái phần đầu chân. Ví dụ nhá, ví dụ về cái phần câu trẻ, cái phần nhấn mạnh này. She found learning grammar the most difficult at school. Cô ấy thấy là cái việc học ngữ pháp là cái phần khó nhất ở trường. Thì đây là cái mà chúng ta đang muốn nhấn mạnh. Nhấn mạnh là cái phần học ngữ pháp là cái phần khó nhất, chứ không phải là cái phần đọc, phần nghe, phần viết gì cả, mà chính là cái phần learning grammar. Mình muốn nhấn mạnh cái này, được chưa? Để biết là trời ơi, chính là cái này khiến cho tôi lúc nào cũng bị điểm kém, chứ không phải là một cái phần nào khác. Thì khi mình muốn nhấn mạnh là chính là cái anh này này, thì mình sẽ dùng câu trẻ, dùng cấu trúc it to be that. Mình sẽ viết lại như sau, áp dụng đúng cấu trúc thôi. Đây, mình phát hiện ra câu này người ta đang sử dụng ở thì quá khứ, thì to be của mình sẽ là was. It was cộng với phần được nhấn mạnh đây. It was learning grammar that she found the most difficult at school. Đó chính là cái phần học ngữ pháp mà cô ấy thấy là khó nhất ở trường. Đằng sau that chúng ta sẽ cộng với một mệnh đề bao gồm có chủ ngữ và động từ chính trong câu, đấy là phần đằng sau. Rõ ràng nhé. Nào, nếu như mà thấy vẫn đang còn gọi là ngập ngừng thì cứ làm vài ba câu trong bài 1 này thì các em sẽ rõ hơn thôi. Nào, chúng mình sẽ đi vào câu đầu tiên nhé các em. Her sad story made me cry. Câu chuyện buồn của cô ấy khiến cho tôi khóc. Thì ở đây phần gạch chân, phần nhấn mạnh là her sad story. Có nghĩa là mình phải viết thành một câu là chính là cái câu chuyện buồn của cô ấy mà làm tôi khóc. Của cô ấy chứ không phải là của một người nào khác. Không phải là một câu chuyện gì khác mà là một câu chuyện buồn. Thì ở đây chúng ta sẽ hạ dùng cấu trúc câu trẻ nhá. It to be ở đây vì trong câu này nó đang là quá khứ thì mình sẽ là it was.
cộng với cái phần được nhấn mạnh sẽ là it was her sad story that, còn cái vế đằng sau thì mình sẽ hạ xuống, thì chúng ta sẽ có đáp án là gì đấy? It was her story that made me cry. Đó chính là câu chuyện buồn của cô ấy mà làm cho tôi khóc. Chưa? Câu 2 nhá. You are to blame for the damage. Bạn cần chịu trách nhiệm cho cái thiệt hại này. Ở đây chúng ta cần nhấn mạnh chủ ngữ you, có nghĩa là chính là bạn, chứ không phải tôi hay là một ai khác cả. Ở đây tương tự mình sẽ có đáp án là gì hả các em? It's you that are to blame for the damage. Đó chính là bạn mà phải chịu trách nhiệm cho phần thiệt hại này. Dễ chưa? Làm 2-3 câu, có thêm quả ví dụ nữa thì bây giờ bắt đầu làm ngon rồi nhá. Bắt đầu bon tay hơn, nhanh hơn. We really enjoy hiking in the forest. Chúng tôi thật sự rất là thích đi bộ trong rừng. Thì ở đây mình sẽ nhấn mạnh cái việc là chính là cái việc đi bộ trong rừng mà chúng tôi thật sự yêu thích. Bề nguyên cái công thức vào, lắp vào giúp cô. It's hiking in the forest that we really enjoy. Được chưa? Tiếp nhá. Câu 4. You should really speak to your parents when you have problems. Bạn thực sự là nên nói với bố mẹ khi mà bạn có vấn đề gì đó. Ở đây chúng ta cần nhấn mạnh là bố mẹ của bạn. Mình sẽ nhấn mạnh là gì? Đó chính là bố mẹ của bạn mà bạn cần phải nói chuyện khi mà có vấn đề. Chính là bố mẹ chứ không phải là thầy cô hay bạn bè, luôn luôn nghĩ đến cái người thân cận của mình đầu tiên. Được chưa? Thì nhấn mạnh nào, cấu trúc, câu trẻ. It's your parents that you should really speak to when you have problems. Rồi nhá, dễ nhá. Tiếp theo, câu 5. I dislike his dishonest the most. Tôi không thích cái sự thiếu trung thực của anh ta nhất. Đó chính là sự thiếu trung thực của anh ta mà tôi không thích nhất. Mình sẽ có đáp án là gì đây? It's his dishonesty that I dislike the most. Được chưa? Quá dễ luôn. Câu 6. Lana is in a relationship with Jim. Có nghĩa là đang muốn nhấn mạnh là anh Jim chứ không phải là anh John hay là anh David nào cả. Thì ở đây chúng ta sẽ có đáp án là it's Jim that Lana is in a relationship with. Đó chính là Jim, người mà Lana đang hẹn hò cùng. Dễ chưa các em? Ở đây có 6 câu thôi. Các bạn nào mà chưa làm được thì nhanh chóng soát đáp án, check với cô rồi mình ghi chép lại. Cứ đọc đi đọc lại nhiều lần thì kiểu gì nó cũng hiểu đấy mà. Nhá, tiếp theo. Câu 7 nào. He became successful as a famous writer at the age of 20. Anh ta trở thành một nhà văn rất là nổi tiếng vào độ tuổi 20. Mình muốn nhấn mạnh vào cái tuổi trẻ của anh này, mới có 20 mà đã thành công rồi. Thì nhấn mạnh như thế nào đây? It was at the age of 20 that he became successful as a famous writer. Đó chính là ở cái độ tuổi 20 mà anh ta đã trở nên rất là thành công với cương vị là một nhà văn nổi tiếng. Câu 8 nào các em. They had their first date in a nice coffee shop. Họ có buổi hẹn hò đầu tiên ở một quán cà phê rất là đẹp. Người ta đang nhấn mạnh cái địa điểm này tại quán cà phê chứ không phải là một quán ăn hay quán vỉa hè nào cả. Thì chúng ta sẽ nhấn mạnh là gì đây nào? It was in a nice coffee shop that they had their first date. Đó chính là ở một quán cà phê rất là đẹp, nơi mà họ có buổi hẹn hò đầu tiên. Xong 8 câu nhá. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với bài 2 đang được đà tiến tới mà. Write the answer to this question. Use the words or phrases in brackets as the focus. Chúng mình sẽ viết lại những cái câu này, viết lại câu trả lời cho những câu hỏi dưới đây. Ví dụ nhá. Did you have a date with Susan? Ê, cậu đang có hẹn hò với bạn Susan à? Thì ở đây nó lại là Mary, có nghĩa là cái vế này là một vế không phải. Và bây giờ mình phải đính chính lại là không phải Susan đâu, mà tớ đang hẹn hò với Mary cơ. Và mình phải nhấn mạnh vào cái điều này.
mà muốn nhấn mạnh thì chúng ta sẽ sử dụng câu No, it was Mary that I had a date with. Không, đó chính là Mary, người mà tôi hẹn hò cùng. Thì ở đây mình cần dùng câu trẻ để nhấn mạnh là Mary chứ không phải là Susan. Đừng có mà nói lung tung nhầm người cái là tôi chết đấy, đúng không? Mình nhớ dùng câu trẻ để phủ định cái vế đằng trước của người ta nhé. Tương tự câu 2, cách làm như câu 1, mình có là gì đây? Did your father give you a new bike for your birthday? Có phải là bố của bạn đã tặng bạn một chiếc xe đạp mới nhân dịp sinh nhật không? Và ở đây mình có cụm a smartphone, có nghĩa là không phải là tặng new bike mà là tặng smartphone, không phải xe đạp mà là điện thoại thông minh. Thì ở đây chúng ta tiếp tục phủ định và nhấn mạnh rằng là đó chính là cái điện thoại thông minh mà bố tôi tặng vào dịp sinh nhật. Sẽ là No, it was a smartphone that my father gave me for my birthday. Tương tự như vậy, chúng ta có câu tiếp theo. Câu 3. Are you going to spend the holiday in Nha Trang with your family? Cậu sẽ dành kỳ nghỉ ở Nha Trang với gia đình chứ? Thì ở đây, người ta muốn nhấn mạnh là không, ở Tokyo chứ không phải là thành phố Nha Trang. Tiếp tục dùng câu trẻ ở đây để nhấn mạnh là in Tokyo. Và chúng ta sẽ có đáp án của câu 3 là No, it is in Tokyo that I am going to spend the holiday with my family. Không, đó chính là thành phố Tokyo, nơi mà tôi sẽ sử dụng kỳ nghỉ với gia đình của mình. Tiếp câu 4 nhé. Do you want to become a businessman? Bạn có muốn trở thành một doanh nhân không? Ở đây mình có từ lawyer, là một luật sư, có nghĩa là nhấn mạnh nghề nghiệp là luật sư chứ không phải là doanh nhân. Chúng ta sẽ có đáp án là No, it's a lawyer that I want to become. Chỗ này đang bị sai rồi đây này. Mình phải bỏ cái cụm này đi các em nhé. Mình chỉ có đáp án là No, it's a lawyer that I want to become. Không, đó chính là luật sư mà tôi muốn trở thành. Bỏ cái phần này đi các em nhé. Cô bị sai. Rồi, câu 5. Does John earn $10,000 a month? John kiếm được 10.000 đô la mỗi tháng á? Thì không phải là John mà là anh trai của bạn ấy. Thì ở đây phải thay thế nhấn mạnh là không phải John mà chính là his brother. Thì chúng ta sẽ có đáp án là gì đấy? No, it's his brother that earn $10,000 a month. Không, chính là anh trai của bạn ấy mà kiếm được 10.000 đô mỗi tháng. Tiếp theo, câu 6. Is Mai in love with Phong? Có phải Mai đang yêu Phong không? Lại tiếp tục một cuộc nhầm người, không phải là Mai mà là Hà. Thì chúng ta sẽ nhấn mạnh là gì đây? No, it's Hà that is in love with Phong. Không phải, chính là Hà mới là người đang yêu Phong. Câu 7. Can you speak 3 languages fluently? Cậu có thể nói 3 thứ ngoại ngữ một cách thành thạo à? Thì ở đây, ôi tiếc quá, không phải là mình rồi mà lại là bạn mình cơ. Thì mình sẽ nhấn mạnh là gì đây? No, it's my friend that can speak 3 languages fluently. Không, đó là bạn của tôi, người mà có thể nói thành thạo 3 thứ tiếng. Bạn tôi chứ không phải tôi. Tôi cũng muốn lắm nhưng mà không phải. Nào, câu 8. Do you have a meeting at 8 p.m. tomorrow? Cậu có một cuộc hẹn vào lúc 8 giờ tối mai à? Thì ở đây sai rồi, không phải 8 giờ. Mình muốn nhấn mạnh lại là 8 giờ sáng cơ, không phải là 8 giờ tối đâu. Thì chúng ta sẽ có câu No, it's at 8 a.m. that we have a meeting tomorrow. Không, không phải. Ngày mai á, chúng mình có hẹn vào lúc 8 giờ sáng cơ. Đó là lúc 8 giờ mà chúng ta sẽ có buổi hẹn. Được chưa nào? 8 câu xuân sương thế là xong rồi đấy. Phần ngữ pháp ngày hôm nay cũng khá là dài, có những 2 mục liền, rồi là bài tập cũng nhiều nữa. Nhưng mà cô rất là mong là các em đã giải quyết được hết này, rồi cũng ghi lại những cái phần nội dung mà mình cần chú ý, cần ghi nhớ trong buổi học ngày hôm nay nhé. Rồi, buổi học ngày hôm nay đến đây thì cũng đã kết thúc. Rất là cảm ơn các em đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.